Hai chào mọi người, chào mừng đã trở lại channel của mình. Ok các bạn, hôm nay mình sẽ chế tạo ra một cái vũ khí mới để đi tiêu diệt cái bọn Alpha để kiếm trong giai đoạn kiếm trứng mọi người ạ. Thì chúng ta không thể là dùng cung được đúng mọi người ạ. Và chúng ta phải nâng cao tầm cao mới chính là dùng súng. Dùng súng thì chúng ta cần phải chế thuốc ngủ. Mình hôm nay mình sẽ chế liều lượng thuốc ngủ lên là X35. Thì để xem cái long nét liều lượng X35 thì như thế nào. Có vẻ bây giờ thì bây giờ mình cần phải tăng cái tỷ lệ farm lên cho mấy con vật tí. Để kiếm ít trái cây mọi người ạ. Đậu xanh chỗ này phi bờ không hả? Giỡn á fan. Con này nó không farm trái cây được hả ta? Mình nhớ đi farm trái cây được mà nhờ. Farm fiber không mọi người ạ. Ảo. Bữa nào farm mấy nghìn nó có à đây rồi, 1000 trái. Ok. 1000 trái vẫn chưa đủ các bạn ạ. Mình cần khá là nhiều Nacoberry để chế cái liều lượng X35. Oh my god, spoil mid nữa. Và cần một mớ thịt thối. Thịt thì khá là nhiều, khủng long của mình bị chết đi rồi mọi người ạ. Vì không trụ nổi được mấy con quái vật mới Alpha, đấy, như con kia mọi người thấy không. Đây, một con beta đua đua mọi người ạ. Giết bọn này cũng có đồ quá, từ từ để con này thịt ít ha. Để từ qua test thử coi nào. Chết ngay, tưởng trụ nổi. Nó ra trứng không vậy? Ủa trứng đâu? What? Cái trứng gì chạy? À, có vẻ không thấy trứng đâu mọi người. Trứng mình đô đô nhiều. Từ mình chỉnh tí. Nó kiểu đồ họa nó hơi xấu mọi người. Cái chỗ sao đâu thì không nói. Cái chỗ Folly này là gì ta? Mà cho đến chút thì nhìn đỡ hơn tí rồi đó. Ok, cần phải đi tiêu diệt ít bọn chắc cái xấu này mới là đủ khả năng thôi mọi người ạ. Chứ mấy con kia không đủ khả năng mọi người ạ. Mấy con beta mới nó mạnh quá mà. Mấy con mới mọi người nó mạnh dã man. Biết kia nó mới cập nhật gì nhiều cái rất là lắc các bạn ạ. Con này chắc mình phải tăng mắt đam cho nó mọi người ạ. Nó giết được con Dodo thì được beta và loot. Thì mấy cái trứng đồ mình sẽ đi nhặt trứng của con Dodo được cũng được mọi người ạ. Trứng beta, từ beta mình sẽ bắt lên. Ôi, bên cái con Alpha này chịu không nổi mọi người. Máu 10.000 quýnh với con Alpha thì chúng mình sẽ cần phải có mấy cái phiên bản kia thì may ra mới ăn được các bạn. Còn không rất là khó ăn nha. Trước tiên là về chế chế cháo. À quên, mình đang chế thuốc ngủ quá mọi người. Cái thuốc ngủ để làm cái gì? Thuốc ngủ để mình thứ nhất là mình dùng để tiêu diệt bọn kia cách dễ dàng hơn để mình kiếm đồ mọi người ạ. Như cái trứng nó mất tiêu rồi ta. Cái trứng hình như mình đang để trong con bờ Tenado hay sao mọi người. Cái trứng con bị thích mọi người ạ. Bên kia có một con Alpha Dodo. Đây. Để qua test thử con Alpha Dodo như thế nào mọi người ạ. Đây, Alpha Dodo. Chết ngắt luôn mọi người ạ. Được cái sáu mình nó gồng lên thì nó quýnh cũng ổn áp lắm mọi người ạ. Nhưng mà hình như giết bọn Dodo thì nó không có trứng hay sao á ta à. Nó hơi căng nha. Khó mọi người ạ. Nói chung là khá là khó chịu khi mà để kiểu kiểu gì ta, kiểu mình cần phải sở hữu mấy cái đồ nguyên liệu mới mới bắt được mọi người. Khó mọi người, khó dám ăn cái tiêu diệt mớ bọn kia thì mới có thể tem mình mớ đồ được mọi người ạ.
này, mình chế ít thịt, lấy ít thịt thối, thịt về. À quên, thịt cá sấu mà quên lấy qua ra ngoài. Mình cần ít thịt nè. À, cho tao hết thịt mày luôn đi. Cần rất là nhiều thịt để chế cái thịt thối mọi người ạ. Chế thuốc ngủ mọi người ạ. Thịt thối qua nè. Thịt qua nè. Đây, chúng ta cần chế rất là nhiều cái bình bình này nè. Đấy, 35, ít 35. Ghê vậy, nó ngáo, nó ngốn mà nó có bên dữ người ta. Ui, kinh lắm mọi người ạ. À. Có vẻ là đây hơi say sắt rồi mọi người ạ. Mình nó cần thiếu đồ á ta. Sao farm mà chế độ farm bọn này không đủ đồ mọi người ạ. Farm vậy là không đủ rồi đó. Con này farm Nakoberry cảm giác không 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 có vẻ không ổn lắm mọi người ạ. Rồi, như vậy thì chế được mấy lọ đâu mọi người. 35 thuốc thì mình nghĩ không biết có đủ đồ nó chơi không. 35 viên không bằng chế mũi tên mọi người, chế mũi tên có vẻ nhẹ đô hơn á. Nhưng mà bắn lần có 5.000 turbo thì với cái tụi quái vật mới thì nó cũng rất là khủng mọi người ạ. Quái vật mới gần như nó rất là mạnh và gần như là mình là không có cách nào không cách nào mà để được mọi người ạ. Bắt được dễ á. Thối thì dễ nè, nhưng mà Nokoberry nó cần số lượng quá khủng. Ồ, cái lượng dưới thì nó ít hơn mà lượng trên thì cần rất là nhiều mọi người, ít 35. Thì chúng ta cần một ít metal đó mọi người ạ, metal. Metal đâu rồi? Đây rồi, đây rồi, 162 cục. Chế tạo tới cục binh luôn các bạn ạ. Và chúng ta cần ít 35. Mũi tên đây rồi. Ủa được mấy mũi vậy trời? Đậu xanh được hai mũi tên, hai súng, hai viên đạn vậy. Bắn hụt lăn cứt luôn các bạn ạ. Trời ơi, ba bình mới chế được mũi hả? Quá canh nồi các bạn á. Không biết năng lực là như thế nào nhưng mà có vẻ ngốn mà. Ngốn quá các bạn ơi. Mày còn ít Nacoberry không mày? Thử con này farm ổn nhờ. Con này bữa farm đam dữ lắm mà sao nó hao vịt kém thế nhờ. Truck in 4 option. Gì đây? Copy never. Không có mà. Ôi, con này farm hơi ỉa tí mọi người ạ. Góc hoạt ảnh nhìn nó kiểu nó xấu xấu thế nào nha. Từ từ mình phải chỉnh là chỗ đẹp đẹp của mình nhìn nó quen người không? Không ổn tẹo nào mọi người. Nói chung là về phải bắt con Bruto mọi người. Được rồi, lên kế hoạch đi bắt Bruto mọi người ạ. Không thể nào mà dùng con này farm kia được mọi người. Rồi giờ mình sẽ đi bắt Bruto về thôi mọi người. Không có Bruto không có cách nào mà có thể farm bằng Nacoberry được á mọi người. Khổ lắm luôn á. Bây giờ thì nếu mà quả súng này thì ủa mấy cái đạn người ta súng này phải bắt mấy con, bắt mấy con dữ. Mà nãy mình lên X35 thì hơi sang chảnh đó mọi người ạ. Bây giờ con kia thì mình nghĩ tầm X20 rồi chắc cũng được rồi nhé các bạn ạ. Chơi một cục đậu xanh X20 bắn cái gì trời. Con kia chắc một mũi tên X35 mà gục rồi mọi người ạ. Khỏi lo mọi người ạ. Mình nghĩ là một mũi X35 mà chắc đi rồi đó. Chắc cũng trụ không có nổi đâu. Rồi đó, được gọi là tí tí mũi tên, nếu mà cùng lắm thì bỏ hy sinh vậy. Gì đây trời, sao bên đây mà nó lại xuất hiện mấy con quái quỷ vậy? Con nào nhỉ?
con này hết hồn mọi người, tưởng cái gì mọi người. Chiến kiếm một con Bronto về farm ít đồ mọi người ạ. À quên, mình mở map lên Bronto thì mình có thể mình sẽ fighter lên Bronto nè. Đó hay, Bronto tìm. Trời ơi, đảo này không dám qua mọi người, đảo khúc này là không dám qua rồi mọi người, đảo này không dám qua rồi. Bronto mà map áo áo Macarada gì mấy cha. Nghe 300 mét thôi, đừng đi bộ thôi. Chịu hỏi mấy bé ba về mọi người. Fistra Dino to location. Ê lộn lộn không. Đi thôi. Một mũi tên là mình nghĩ chơi đủ rồi đó. Nói chung là cũng không cần quá nhiều đâu. Nhưng mà ổn rồi đấy, Bronto hướng này. Có cái Truck Dino đây thì dễ dàng mọi người ha. Ở đây còn con này. Ui, đây còn con này này gần nhà. Gần nhà bắt cái dễ, cứ kiểu mà trời nó bị sương mù quá mọi người. Cứ chịu không nổi. Con này ổn nha, level 35. Con kia level 25. Được ta, level thấp quá nhỉ. Con kia Bruto ép Bruto. Ép Bruto là gì ta? Bruto thiếu nhóc level 20 ha. Level thấp quá, bắt nó 90 đi. Female à? À đúng rồi, female mọi người. Trời đang bị sương mù gì đấy, mù dữ rồi trời. Cách bỏ sương mù mọi người rất là dễ mọi người. Cách bỏ sương mù chúng ta bật cái thuốc mod lên mọi người. Mình bấm qua bên Sky. Đâu rồi ta? Này đúng không? Z đúng không? Free Sky Z nè. Đấy. Nó hai con mọi người. Trứng gì đó ta? Limit. Ok, thử coi nè. Bà nội nó bắn cái 6k trời ơi. Ôi. Cái bị chích nó lên turbo người ta. Nó có thấm turbo lên không nhỉ? Turbo đang thấm dần mọi người ạ. À. Mình tim nó quả đang thấm dần mọi người ạ. À. Còn đây 90 ok đấy, tốn mà bắn viên đạn kia thì nó hơi tốn mọi người ạ. À. Thời tiết này thì tôi bồ cùi lắm mọi người, chịu không nổi đâu. Sờ bia mọi người, cứ sờ bia phóng sờ bia ngủ được nữa đúng không? Mà này không biết quýnh lần nhiêu turbo mọi người, đập chết luôn mọi người. Thế không ăn à, không ăn thua rồi đó, không ăn nhầm đúng rồi đó. Này là phải gục mọi người, chơi hàng nóng mà phải gục mọi người. Ok, chúng ta cút về nhà được rồi mọi người. Chúng ta thấy teleport về nhà được rồi đó. Ây, này đẩy trứng luôn nè, dữ vậy. Parasaurus hả? Mà lấy trứng con này nó hơi dữ nha, nó hơi đấm cho cái đi luôn. Thì nó tem mình xong thì mặc định là nó sẽ về đây với mình sẽ vô mình chế cái yên Bronto cho nó. Con nó Bronto thì nó farm lần lát máy thôi mọi người ạ. Bronto chế rất là tốn tài nguyên nha. Da nè, mọi người thấy không? Da với lại metal rất là nhiều luôn á. Da dữ người ta. À, sau khi có một BT beta mọi người ạ. Bắt được tụi nó phải có cái đồ chơi công nghệ mới chơi được mọi người ạ. À. Lấy gì quên rồi ta?
lấy hai đúng không? Da, yeah. Ui sao có 25 cái vậy ta? Này có da không? Cho miếng da coi nè. Này không có miếng da luôn, fiber rồi, gọi bà nội fiber luôn. Fiber với gỗ, thịt như vậy. 500 thịt hả? À, con kia mình chết rồi mọi người, con Kera mình chết rồi chứ không có nó giữ đồ nhiều lắm mọi người à. 300 da, ok. Khứa này nữa. Khứa này chẳng giữ gì, giữ ngoài xác. Chúng ta sẽ bỏ da vào trong đây. Chúng ta sẽ chế Proto. Proto bắt được chưa ta? Lâu nha. Mới 49% mà mọi người ạ. À. Đồ ăn mình bỏ nó cũng khá là nhiều ấy. Chúng ta đi xa gì cũng đỡ mọi người ạ. À. Chứ mình ở gần nó này bị quái vật tấn công á, nên thành ra là cũng không không muốn ở gần lắm mọi người. Ok, xong Proto nè. Thì đây để mình chế lên chi à, thứ nhất là để mình à, có thể à, tắt à, để khỏi để cái mở fire cũng được, mình sẽ tắt cái fader đi ha. Mình à, thứ nhất là mình để về farm cái Nacoberry nhiều nhiều để chế cái dạng mũi tên khủng mọi người ạ. Thì có cái mũi này nè mọi người, thì mới đi bắt mấy con to to, mấy con khủng 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 được mọi người ạ. Để có đồ ấy, giờ đồ rất là quan trọng. Cái xấu này sao mày lại bỏ đồ đi hàng Saco à, Saco thôi khỏi đi. Chứ con này là mình sẽ dùng qua mình kiểu mình cho nó quýnh được mọi người à. Thấy không, đá nó đạp rất là to mọi người à. Mà farm khá là yếu, không có ngon lắm mọi người à. Proto chắc gần xong rồi nè. Đấy, mình phải đi tìm một kia ngủ, xong đó mình sẽ tiêu diệt và mình lấy mớ đồ các bạn à. Đó là mục đích của mình à, rất là khó nhưng mà cần chế rất là khá nhiều mũi tên à, tên ngủ nên mà thành ra là mình mới chế. Còn qua cái đảo, mà cái đảo nãy mình nhìn mọi người thấy không, một cái đảo nhỏ ngoài kia kìa, hay là đảo bên phía này nè, cái đảo hướng mũi tên mình đang nhìn đó, đó cái đảo đó là rất là quái vật, rất là ghê các bạn, gần như là ra đó là rất là khó luôn. Bây giờ mình cần phải chế đồ các bạn ạ. À. Rồi cái con Proto mình vừa tem mình xong mọi người ạ. À. Ở bên đây có con Alpha Dodo thì hình như là trứng, mấy cái trứng này nè, mình bắt tụi Dodo về nó đẻ cũng được sao các bạn ơi. Đâu rồi? Nó di chuyển khá là nhanh nha mọi người. Cứ chết không thôi nè. Cái đầu xanh nó quýnh mình mọi người. Sao thằng Alpha quýnh mình ta? Mình tính là bắt nó mọi người à, nhưng mà có vẻ hơi toang mà. Hơi toang nha. À, ai cứ bắt dạy. Ai cho mày ăn của tao? Trời ơi, mình tính qua rình bắt Dodo về coi nó đẻ trứng không à. Cúc luôn các bạn. Rồi rồi thôi kệ đây. Rồi cuối cùng chúng ta cũng có cái bộ máy farm min khổng lồ rồi mọi người. Thì đó chính là con Proto. Thì dùng cái gọi là cổ máy tele. Mình tele nó qua cái khu vực ở bên đây để cho nó farm tốt nhất mọi người ạ. À. Rồi cái sông nhìn nhỏ thế mà sông bơi qua nhìn ghê trời. Mình cứ xong nhìn thấp thấp tròm vậy mà nhìn bơi qua là bị Piranha nó tục rồi thôi luôn á nha. Bị chơi là game mà ghét nhất Piranha cắn á mọi người, Piranha với đĩa. Rồi rồi rồi, ok. Chúng ta sẽ te le con bờ tên là con gì ta, con Proto cho mình nha. Đây rồi. Xuống đi mày. Mình đã chế xong cái y cho nó rồi. Ôi trời ơi, chỗ này có cái con y nhạc lấy cá mọi người. Con này thì đơn giản né né ở khu vực đây, mình farm một cái một rồi nó farm rất là nhiều đồ các bạn. Tại vì cái ê, có trứng nè. Bé
beta ấy nè mọi người. Nhảy xuống cái ỉa luôn chạy. Quýnh lần là nhiêu trái à? 240 trái mọi người thấy không? Ghê chưa, ghê chưa? À, có mấy farm Nakoberry mọi người ạ. À. Trời ơi, chỗ này đã đúng bài luôn nè, 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 nè. Đấy, farm vậy thì ai đỡ được mọi người. Con này farm gọi là cháy máy luôn mọi người. Ơi cho tăng tăng mày tích tí speed mày đi. Farm lượng mấy ngàn trái Nakaberry là chuyện gọi là quá là đơn giản đối với nó mọi người ạ. Nó đi nó này đi nó hơi cà khẩm á, tại vì to quá mọi người. Chỗ này lia đây. Trời ơi, lia quất kia đi luôn. Bữa biết sao mình bắt cái con người ta con bt nó cũng phải à, lộn con trai nó farm ok đó mà sao một hồi nó tự nó farm lại ít mọi người, nó bị giảm gì á. Rồi chúng ta farm được 1600 trái mọi người thấy không, nó lẹ nó thiệt, nó nhanh thực sự nhanh luôn á. Ừ, được á, đúng bài luôn mọi người. Cay mọi người. À, nói chung mà té từ con đó xuống thì nó là bình thường, mình có cái recall boss mọi người, nên thành ra rớt xuống rồi cũng hồi lượm lại đồ rất là lẹ. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục công việc chế chế tạo thuốc lá, à lộn thuốc thuốc ngủ. Trời. Trời. What? Đây, thịt thối rất là nhiều mọi người ạ. Đây, chúng ta sẽ có được thêm à quên ha, mình cancel nó sao ta? Lấy thịt ra. Ta sẽ chế lại liều 35. Này, chúng ta sẽ chế thêm được gì trời, ủa sao mà ít với ta. Ủa nếu mình bắn một mũi mà ta mà sao mình chế có một mũi mới trời được mũi với ta. Kỳ kỳ nha. Một ngàn mấy trái, nó cần thêm thịt thối thôi mọi người ạ. Ok, bây giờ thì nói chung là đi săn một vài con đi săn một vài con để mình chế cái kibble. Chúng ta cần phải dinosaur, trứng khủng long thôi, trứng nào cũng được cái sao á. Đúng rồi, trứng nào cũng được mọi người ạ. Là cái kibble bọn beta là trứng nào cũng được mọi người ạ. Tiếp theo bọn beta là chúng ta cần bắt bọn alpha, chúng ta cần có trứng beta. Trứng beta thì khá là dễ mọi người. Chanh, cà rốt này mình phải trồng mấy cái food mọi người, cái farm mọi người ạ. Cái gọi là cái gì ta? Hơi cực một chút mọi người, nó đúng cực luôn, không phải là hơi đâu. Chúng ta cần phải chế một ít đồ crop bot nè, có fitting là khác. Crop bot nè. Bot đúng nhỉ? Này là hồi máu à. À đúng rồi, hồi máu mọi người, mấy cái này hồi máu mọi người. Crop chúng ta cần phải chế ít cái đồ này mọi người ạ. Ý chi mọi người, tại vì phải chế mấy cái đó thì mình mới có thể stone gỗ thạch. Chế mấy cái đó thì mình mới có thể làm ra mấy cái đồ kia được mọi người, nó khó khó điểm đó nhưng mà khó thì mình chơi mới nó vui mọi người ạ. Tuy rất khó nhưng mà mình sẽ cố gắng làm cho nó bài bản cho mọi người coi nó vui nha. Nãy chăm đá đúng không? Cùng mày chặt được. Không?
Ok, chúng ta chế được robot nè. Robot này mình để gần biển cũng được, hoặc là mình chế cái nhà kính đó mọi người. Nhà kính thì hiểu nhà kính thì nó đỡ hơn. Ngoài đây thì chúng ta cần phải có cái thứ nhất là phân. Phân ở đây là chúng ta có thể tìm thấy từ cái con mà hay ỉa mà cho nó ăn ỉa mọi người. Mình sẽ trồng cái hạt giống mà cà rốt. Cà rốt là phải đi cà rốt hả? Cà rốt là cần phải đi qua bắt cái con người ta. Cái hạt giống cà rốt là bên con nào nhỉ? Giết con ngựa có cà rốt mọi người ạ. Giết con ngựa là có cái xích cà rốt mọi người ạ. Xích ở đây thì chúng ta sẽ rất là ít khi mà chúng ta giết con ngựa. Mình nghe tiếng nghĩ ta. Mình nghe tiếng gì ghê lắm vậy. Ủa, con này không có hạt giống. Đây, nó phân loại ra hạt giống là Kitoronal, là hạt giống này chanh phải không ta? Cái này cỏ. Cái này là cà rốt nè mọi người. Có cà rốt nè. Cà rốt nè. Savorus là cái gì ta? Cái này là Cito chanh hay sao mọi người? Còn này là Mesoberry. Cái này là hạt giống gì ta? Simberry. Ok, để nó kêu tiếng gì ta? Mấy mấy con chùm tới hả ta? Nhà này mà vô tức luôn á. Từ từ, mình cần phải chế à coi coi cái đồ nó chế mọi người, coi cái đồ nó chế để bắt mấy bọn mythic hay là bọn alpha. Róc cà rốt à, cần rất nhiều cà rốt nè, mình phải cho cái bồ nha. Cái bồ đâu được ta? Nè, chúng ta cần Volcanic Fruit thì cái đó không biết ở đâu ra mọi người ạ. Mình đi ưng bắt bọn Electric nè mọi người. Electric Fruit. Mình sẽ đi bắn gây mê con đó. Cà rốt Kitono. Cà rốt Kitono. Với lại Mesoberry. Mesoberry thì không thiếu. Electric Fruit với Hero Fruit ở đâu vậy? Đậu xanh cái này kiếm đâu ra vậy? Cái này chúng ta bỏ. Ê, cái này từ từ. Bỏ cà rốt trước ha. Cần phân đúng mọi người ạ. À. Cần thứ hai là phân mọi người, phân bón mọi người chúng ta cần fertilizer. À cái này dễ mọi người, hoặc là mình lấy phân bắt bắt cái con kia, bắt cái con kia về từ từ để đi bắt con kia về đó mọi người. Ở đây có một vài trứng beta mọi người ạ. Trứng beta nó spawn hay là của con nào rớt cái ta? Của con Dodo nó ỉa sao mọi người ạ? Mình đi bắt con Fermo, con Fermosa mọi người ạ, con chuyên gia ỉa bậy mọi người. Nhưng mà con này con beta mất tiêu rồi, beta không có kích bộ để bắt nó mọi người ạ. Ở bên đây chúng ta có một con Alpha nè. Đây. Đây 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 Demonic đi lô phô luôn thì thôi thua. Tầm này thì bắt nó bằng niềm tin mọi người ạ. Đi lô phô mình, nó mà spawn cái nhà mình thì ăn cức á mọi người ạ. Không có khả năng bắt được nó mọi người ạ. Mình đang tìm con Formosa mọi người ạ. Để con này có thể lấy ít phân bón mọi người ạ. Ủa, đậu xanh nãy nhiều lắm mà. Đây 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 đây.
này phải giết nó, giết con mẹ của nó thì mày ra bắt được nó mọi người. Con này nó ăn gì ta? Ăn cái cây hay là ăn xít nhỉ? À, nó ăn cái cây. Đây đây đây. Con này vua ỉa mọi người ạ. Này cho nó ăn là nó ỉa tới cục binh luôn mọi người ạ. Được rồi rồi, chờ về nhà mình test cái chế độ ấy của nó mọi người ạ. Đây chúng ta sẽ cho nó ra này, con nó ăn hình như cho ăn steam berry nó ỉ sao mọi người ạ. Formosa đâu rồi? Fimonia. Lộn tên này. Đây đây, chúng ta sẽ cho nó ăn Steamberry với chắc này cũng được. Cho ăn Steamberry thì nó ị dữ lắm luôn á. Không có trái màu tím tím là trái gì ta. Con này là vua ỉa. Có trái màu tím tím thì chúng ta cần bắt con nào ta. Con này cũng hoặc trái cây mà. Gigaratom cũng phải trái cây mà. Này là trái này nè. À, cái này nó ị dữ lắm luôn á. Ăn cái này là nó đúng rồi, nó tới tôi chạy tới tháng luôn mọi người à. Rồi cho mày ăn này, cho mày ăn tới luôn nè. Thấy lâu lâu nghe tiếng nó, tiếng kia tiếng gì ta. Mấy quái vật làm nghe tiếng ghê ghê vậy trời. Này tăng cái cho nó ta, tăng cái food hả? Đấy. Bỏ phân này vô. Phần này tới 7.500 mọi người ạ. À, cần thứ hai đó chính là water mọi người ạ. Water một mình dẫn nước hay là mình có thể hình như cái này gần nước rồi nên thành nó tính là 600 mọi người ạ. À, nếu chúng ta chế greenhouse nữa nó sẽ có thêm greenhouse effect mọi người thấy không? Chế cái nhà kính đó mọi người thì nó sẽ ra cái hiệu ứng nhà kính hơn nữa thì nó sẽ tỷ lệ nó sẽ kiểu ra nhanh hơn. Nó sẽ cái cây này nó sẽ trồng ra nhanh hơn mọi người ạ. À. Ok chắc là mình phải chế cái nhà kính đó mọi người ơi. Đây, mình phải đi lên farm một ít gọi là cementin mọi người ạ. À. Hay là không phải cementin mà gọi là farm crystal mọi người ạ. À. Thì có crystal thì mình mới có thể chế cái nhà kính được mọi người ạ. À. Trên đây thì metal rất là nhiều mọi người. Rồi đi hết nổi rồi đó. Đi hết nổi nó đi vậy nè mọi người ạ. À. Ảo mặt đa chưa? Sao chúng ta có phương tiện chứa đồ gọi là vô địch luôn mọi người ạ. À. Mình tính đi bắt mấy cái con đi bắt mấy con gì ta, đi bắt mấy con gì 1 kg đồ mọi người farm đá cho nó ngon mà con daddy gì đó. Lên núi thì crystal nó khá là nhiều mọi người, mình chế mua chế mấy cái đồ này, lượm mấy cái này về chủ yếu là chế cái greenhouse mọi người ạ. Cái greenhouse này cần thì cũng khá crystal, nói chung là semi-tin thì giờ mình nhiều lắm rồi. Semi-tin metal này chế khá là đơn giản mọi người ạ. Đây mình cần sẵn tiện farm mới metal về nhà luôn mọi người ạ. Cái này farm mình rất là thấp nha mọi người, mình chỉnh nó rất là thấp mọi người. Thành ra là cũng hơi đuối đấy. Chắc là hơi bít lên tí farm cho nó dễ chút mọi người, farm này hơi khóc mọi người. Đây metal này rất là nhiều mọi người. Hay là cho cái vũ khí được farm thôi. Không chắc là do cái cục đó hơi cùi đấy, farm cũng dễ,
chung là mình farm phải gần thú mình một người leo lên chứ không nó cắn chết mọi người. Mình phải để cho nó qua nó chở nặng nha mình. Đấy, đá đồ các thứ metal. Metal hôm nay nó làm lại nhìn mấy cái quặng sắt đồ nhìn lạ lắm mọi người nha. Metal cũ nhìn nó đẹp hơn, mình cảm giác metal cũ nhìn nó đẹp hơn ấy. Nghĩa là lượng đồ cũng như là cũng khá là ổn rồi đó. Crystal trên núi đập đập hết rồi. Ok, rồi, về nhà chế đồ tiếp thôi. Rồi, bây giờ thi công được chút mọi người mới chế được mấy cái thi công được chút hiệu ứng nhà kính. Nói chung mà làm thì nó hơi cực tí nhưng mà chế nó đặt nó vui mọi người. Ủa đúng đúng greenhouse mà ta. Mình thấy cái greenhouse này nó hơi lạ lạ ta, màu nó hơi kỳ kỳ ấy trời. Màu nó hơi lạ lẫm nha. Khác bọt chứ trời. Rồi, chúng ta cần phải chế full cái này thì nó nói chung là cũng không cần full lắm đó mọi người ạ. Ê, ê, đùa 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 fan. Chế này đuối đồ luôn mọi người ạ. Mình chế sẽ kéo 2 tầng lên tí. Đấy. Ta sẽ chế thêm một cái gọi là cái này nè. Đấy. Qua lại sẽ được ra cái greenhouse khá là ok đấy. Ok, ok rồi mọi người. Mình đã chế khá khá là nhiều rồi đấy. Xong cái hiệu ứng nhà kính, nói chung hiệu ứng nhà kính thì đơn giản như vậy thôi. Và nó sẽ ra hoa kết trái trong đây thì cái effect sẽ nó cao hơn mọi người, nó sẽ được 300%. Hay, mọi người thấy green effect không? 300%, cái này nó sẽ trồng cây nó nhanh hơn rất là nhiều so với mình để ở ngoài. Đây, ở trong đây mình sẽ làm một cái khu gọi là trại. Thì nước ở đây mình không biết mình gắn đại cái kia lên mọi người ạ. Cái nó có water, nó full water hết mọi người ạ. À, 0.60 à, tự lên nước liền à. Đấy. Đầy đủ nước hết mọi người ạ. À. Nói chung là khá là vi lý mọi người ạ. À. Thì ở đây mình sẽ trồng cây kia là nãy ném trồng cây gì ta, ném trồng cà rốt đi ha. Savarot là cái gì nhỉ? Trồng luôn. Nhà được cái nhiều hạt giống mọi người, nhưng mà chưa có gì ta, chưa có phân. Nãy giờ phân không đi nhặt mọi người, lo đấy cắm cuối mà làm như mất mọi người. Đây bên đây nếu mà trồng không có ngoài, bên ngoài nó cũng có ra được nè mọi người. Đấy nó cũng ra được nhưng mà nó tỷ lệ rất là chậm mọi người ạ. À. Còn trồng ở trong đây chúng ta gọi là trong cái nhà kính nó thành ra là nó tốt hơn rất là nhiều. Đấy, lên trên đây trồng thêm gọi là như này nọ. Mình sẽ bỏ ít phân vào trong đây, đấy nó sẽ chạy phân. Nhưng mà phân cũng lông của cái con kia đâu ta. Ai đùa tao mày. Ăn Botanodon này, Botanodon biết sao mình triệu hồi xác nó về mọi người ạ. À. Rồi rồi. Siêu ơi. Sao nãy giờ có một cục mấy vậy mày? Chó nó ăn cái cục này nè, vua ỉa mà ta. Mình nhớ cái mezo này nó ăn cái mezo này nó sẽ Harry Mew hay là chắc Timberry nhỉ? Timberry này là nhanh đói mà. Ăn vô là giảm food mọi người ạ. À. Đâu. Uầy. Ăn Timberry vô ỉ liên tục luôn mọi người ạ. À. Khổ thiệt chứ. Đi lấy cái gì đâu không biết luôn. Cho nó là chùm cho phân mọi người ạ. À. Đây chúng ta có thể bỏ phân vào mấy cái này. Cục phân này đủ rồi mọi người ạ, à. Không cần gì cục khác. Cục này nó 7.500 mọi người, điểm rất là cao mọi người, xài không hết đâu. Bỏ phân vào đây, mình bỏ hạt giống vào.
xong mất tiêu rồi. Đấy, cày lên rất là nhanh mọi người ạ. Cái hiệu ứng nhà kính nó sẽ lên rất là lẹ ha. Water thì chỗ này nè, khỏi lo mọi người, chúng mình nãy giờ mình dùng cái này nè. Mình dùng, một là mình có thể là chắc mình cho mình dùng cái này nè mọi người ha. Nè thấy chưa, ở trên đây tự động chạy nước luôn thấy không. Ông mặt Canada thật sự luôn người thấy không. Chẳng ông dích gì hết mà nó chảy nước như thiệt á mọi người ạ. Nhưng mà kệ đó, vật lý đào qua được cái này mọi người đó. Cái này thì cây nó sẽ lớn rất là nhanh mọi người ạ. Đấy, nó sẽ cho cái trái, một trái nó sẽ cho ở trong đây luôn mọi người ạ. Về vấn đề cây trái là gần như là ổn thỏa hết rồi đó. Trời ơi, chơi đúng lòng mấy tiếng đồng hồ mình mọi người ạ. Đúng khổ luôn mọi người ạ. Thì mới chế được kích bồ mọi người. Cái kích bồ để đi bắt được mấy con thể là alpha các thứ. Đấy, alpha này thấy không. Cà rốt nè, mezzo nè, beta nè. Đó là đầy đủ hết rồi. Mình sẽ bắt được con alpha đó mọi người ạ. Beta blue cũng có luôn rồi. Đây nè, có cà rốt nè, bỏ luôn nè. Đấy. Citadino cũng có luôn. Ê, cái này chế được trước mọi người ạ. Được trước luôn. À, vậy đi bắt bọn alpha trước đi. À được đó mọi người ạ. Tập này chế chắc đi bắt alpha trước mọi người nha. Ok. Vậy đi bắt cho chúng ta sẽ bắt alpha trước. Tại vì cái chỗ cây chanh này nó sẽ ra trái mọi người ạ. Mình sẽ lấy ít trái bên đây được rồi. Ra chỉnh tỷ lệ cho cây nó lớn nhanh hơn tí nha. Đó có vẻ hạt giống ra khá là ổn rồi mọi người ạ. À. Đây nè. Có vẻ là trái cây của mình ở cái vườn của mình nó ra khá là ok. vườn bé nhỏ xinh xinh mọi người ạ. À, vườn cây hiệu ứng nhà kính các thứ. Cái này là cây này là cây củ khoai lang mọi người ạ. Savarot là cái cây khoai lang. Cái này là cái gì ta? Cái này là cà rốt nè, cái này mới là cà rốt nè. Chanh đâu ta? Thiếu chanh mọi người ạ. Cha, chanh là cái nào trời? Chanh hình như là cái này nè. À, chanh này ra trái rồi thấy không? Đúng rồi, chanh đây nè. Nó phải thấy chanh không ta? Chanh Mỹ mọi người, chắc vậy á. Trời đúng đuối luôn các bạn ạ. Khá là vui mà chế khá là bữa khá là vui. Rồi ok chưa? Mình sẽ đi bắt cái con. Ôi, chế được một cái rồi nè mọi người ha. Mesuberry. Được luôn các bạn ơi. Tới công chuyện luôn rồi đó. À, thuốc ngủ đủ ok, mình sẽ qua bắt con cùi trước mọi người. Có phần này. Đưa ít cái này cho tao coi nào. Cầm chi nhiều. Con đó mình cho ăn Steamberry thôi mọi người ạ. Sao mà đồ ăn chậm ra chậm thế nhỉ? Đây rồi. Beta Blood thì chúng ta chịu hỏi bé cá sấu về mọi người ạ. Con cá sấu tên là Dinosuchus Favorite nè. Beta Blood, ok. Chúng ta sẽ lấy hết mấy cái này qua luôn. Để trong đó sẵn luôn cũng được. Beta, Alpha gì bỏ hết trong đấy. Rồi. Chúng ta đã có được kích bồ đầu tiên rồi mọi người ạ. Ui, xịn sò chưa? Khổ lắm đấy nha. Ủa, cái này là bắt bọn Alpha hả? Chết bà rồi. Nãy con kia là Demo... Cái gì con nãy con kia là Demonic mà ta, nó phải Alpha. Chết cha, Demonic bắt khó mọi người, Alpha chắc bắt dễ nè. Bọn Alpha chắc bắt dễ hơn á. Ui, Demonic bắt khó lắm mọi người ơi. Alpha căng nha. Đi bắt tụi Alpha hơi căng đấy. Tụi Beta thì bắt khá là đơn giản nè mọi người. Beta này chỉ cần Dino S là cái kia bắt được rồi. Nhưng mà bắt bọn kia hơi căng mọi người ạ. Bọn Alpha bắt dễ, bọn Elemental là Volcanic rồi Hydro, đồ Electric. À, Electric hả? Mình đi bắt tụi, mình có cái trứng Alpha, mình đi bắt Alpha đi mọi người ạ. Được rồi, chúng ta sẽ mở map lên, Alpha để coi tập này là may mắn được vào vòng tay yêu dấu của mình. Alpha Dino. Con nào ta?
Alpha. Ui, khá là nhiều Alpha ở đây mọi người. Con này là cái gì ta? Đô bắt lắm cháy. Con này là cái gì ta? Alpha Catoroidoi là con nào ấy trời? Gì ta? Này à, rít cá à? Trời, rít cá bắt làm gì? Quá là tài nguyên luôn á. Mày nó mạnh đi trời. Nó quýnh mình đau phết nha. Hơi chê Alpha nhưng mà đen cái Alpha nó cũng mạnh lắm mọi người ạ. Ôi 3k máu thì cũng hơi ghê đó mọi người, khinh thường nó nhưng mà tự bắt mấy con dòng trên tí đi, kiểu như là con T-Rex đồ á mọi người ạ. Thì ổn áp hơn á ha. Mình có mũi tên thần thánh chờ đánh ở đây là không sợ lắm. Biết lượng turbo bắn một lần là bao nhiêu mọi người. Đây rồi Alpha, chúng ta có mớ máu của nó. Có con Alpha nào khác không ta? Mình muốn bắt con Alpha khác vì mình mới chế đồ xịn xịn. Gadotaurus. Ê, con Alpha này bắt được không ta? Đúng con Alpha Kano không vậy ta? Con Alpha này phải đúng không? Alpha trong game hay là Alpha trong mod đó chứ? Con này thì bắt khó đâu mọi người ạ, cái con bên đây thì bắt cái con Demonic kia là bắt hơi căng mọi người ạ. Alpha này không phải rồi, Alpha này Alpha không phải rồi. Demonic kia phải bắt chớ hơi cực mọi người, tại vì chưa thiếu đồ mọi người ạ. Demonic thì chơi chưa được mọi người ạ, nó quýnh cỡ đấy thì mọi người thấy rồi đấy. Ăn cái gì vô là ăn hành luôn á chứ ăn cái gì. Ơi trứng Alpha quá trời mọi người. Ơi trứng Alpha lượm. Ui ai bị ra nhà cắn nha. Đây này có lượm được hai quả trứng Alpha nè mọi người. Hay chà. Dạ trứng Alpha này chúng ta chỉ cần đi trên map là liền được lượm được à. À từ bọn Alpha rùa nè mọi người á. Nó sẽ đẻ trứng. À ok hiểu rồi. Cũng được, đi nhặt trứng cũng được, nó hơi khó, hơi cực tí nhưng mà cũng ok đó nha. Khổ cái bắt rùa. Ôi con Demonic kia nó ghê quá mọi người. Muốn bắt con đó mọi người ạ, à. Con đi lofo nó căng lắm. Ôi, nhìn được quýnh rồi, sóng âm của nó làm choáng mình luôn kìa. Được rồi, để về nghiên cứu Demonic rồi. Demonic thì cần phải có mấy ngọn lòng nguyên liệu. Beta hay trứng beta thì quá đơn giản rồi. Trái cây là mình đã giải quyết xong vòng mấy tiếng đồng hồ farm các thứ. Trứng Alpha thì... trứng Alpha thì... Kitbo nè. Bọn Demonic muốn bắt được bọn nó thì căng lắm các bạn ạ. À. Mythic S thì có nè, dễ nè. Elite Legendary S là cái trứng gì trời. Mythic Blood cũng dễ luôn. Nhưng mà cái Hydro Fruit và Electric Fruit là ở đâu? Cái này hơi căng mọi người ạ. À. Mình phải giết một con Electric hay sao đấy? Ừ, đúng phải giết con Electric mọi người ạ. À. Hơi khó cho ta đấy ta ơi. Alpha, ok có Alpha rồi mọi người ạ, à, có Alpha. Được. Bắt trứng Alpha mọi người, bắt chim điện. À, được nha.
bắt chim điện mình đi về nó đẻ trứng trứng điện mọi người á. Từ từ vô lấy ít cái trái cây này cũng cần luôn nha, cái trái này cũng cần nha, không không cần luôn nha. Cà rốt nè, cái này luôn. Ui nhiều thế. Chanh nè, thiếu cái gì nữa không? Ui chanh phết đó chứ. Ủa chanh mớ mọi người. Đấy cái cây thu hoạch rồi khỏi lo, có làm thì mới có ăn ở đây đó chứ đâu mọi người. Đó, trái cây giờ ok rồi nha. Mình sẽ chơi cái gì tiếp theo? Đó là Cookie Primal Meat. Cái này đơn giản, cái này thịt này đấu thiếu. Thịt đuôi tới đâu rồi ta? Có một nào hết vậy? Mớ thịt đuôi đâu nhỉ? Hai man ơi, thịt đuôi tao đâu man? Oh my god, thịt đuôi tao đâu rồi? Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Này dễ mà fan. Bữa à đây rồi, đùa. Bữa nhớ mình farm nhiều lắm, còn nhiều nữa mà con Kera nó bị cút rồi đó mọi người, nó chết rồi, không còn mớ nữa đấy. Đây chúng ta sẽ mặt hả? Ủa sao không bỏ qua được ta? Đây rồi. Ok. Mình sẽ chế được cái gọi là kit bò alpha nha. Kit bò này mình sẽ bắt tụi electric hoặc là hydro về cũng được mọi người. Thì cũng kịch cùng 4 cái trứng nữa thì chúng ta có thể bắt được rồi. Cũng khá là đơn giản, không không gì khó lắm nha. Mình giải mày. Mày biết nhà tao không? Tao cho mày một mũi mà đi luôn nha. Đừng trách nha, đừng trách tao ác nha. 35. Hai cái này là hơi căng đây mọi người ơi. Tại sao có một mũi tên với trong mũi tên kia là hai mũi tên của ông ta, đúng không nhờ, không chắc không nữa. Hết Nakuberry luôn, đùa nhau fan. Ok, đi đi pha một chút Nakuberry nhờ con này chở qua cái khu vực nào mà kiểu như cây cối nhiều nhiều á, rồi cứ tay le con anh con cổ dài qua mọi người. Như đây hydro, oh my god, trứng hydro đây rồi, ngon 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 ngon, hai trứng luôn. Con này dữ không ta, nhưng để trứng hơi nhiều đó nha. Ngon phen, trứng có trứng hydro đây rồi. À, ghê ghê á mày. À, ghê quá, ghê quá, ghê quá. Chạy 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 chạy. Hơi lắc tí cả nha. Có trứng hydro nè mọi người. He he he. Trứng hydro chắc là phải tiêu diệt con này bao nhiêu máu à? 18 ca máu. Cha tôi cũng muốn nổi nữa đó. Bắt mấy con electric về chơi được mọi người ạ. À. Được nha. Nó rồ này ở đây cũng được. Ui, chỗ này là farm ngon nè mọi người ạ. À. Từ từ cho đậu khó quá. Đây đây đây, chỗ này thì mình ok đấy. Cho cây cối này mà chịu hỏi kêu qua thì đúng bài luôn mọi người ạ. À. Teleport Dino Evolution. Proto xuống đi men. Mày làm tao gãy chân chết mấy lần rồi nha mày. Được của nó chưa mọi người. Farm gọi là có ít chức xã hội luôn rồi đó. Muốn bên kia cái đi. Đúng rồi, đúng rồi. Mẹ đi vô này nó đau kể đau chân quá mọi người ạ. À. Ây da, trời ơi nhảy xuống con cái què giò. Đậu xanh coi kìa. Hô hấp với nó luôn mọi người ạ. À. Lượm cục này bao nhiêu đây? Cục này có hơi nặng nha.
Trời ơi, 7.000 trái rồi. Ôi trời ơi trời. Tới công chuyện luôn mọi người. Nói chung là dễ rồi đó, nói chung là mình chơi chế độ farm là nó dễ. Video hơi dài. Video này tính là dày là ngắn lắm rồi mọi người ạ, chứ mình làm không dài. Mình quay biết rất là lâu luôn mọi người ạ, nó lâu lắm luôn á. Rồi nè, bây giờ độ 35 turbo thì chính bình rồi đó nha. Này không phải giỡn đâu nha, khổ lắm đó, đó. Trời ơi, cực lắm luôn á các bạn. Đấy, cực kỳ là đuối. Và chúng ta sẽ chế lên cái liều 35. Mẹ ơi, sao có một cái vậy chị? Thiếu spoil mít mọi người, spoil mít bỏ thêm vô được. Hết thịt rồi hả? Chắc phải đi farm rồi. Ok. Trời ơi, 5 viên đạn á mọi người, 5 viên đạn là nó quý, quý giá lắm đó nha. Cho nó hồi máu đi. Mình leo lên con kia mình khổ quá các bạn ơi. Đó, 9 viên đạn này rất là ok rồi. Và tiếp theo là chế cái nãy mình chưa check cái bộ kia hay ta, mình check cái bộ kia cho ta. Này mình nãy mình thiếu gì vậy? À, ra một bit nữa là xong rồi, ok. Một viên là đủ rồi, xong rồi. Đủ đi đi bắt rồi á. Bắt được con đi, bắt con Alexis để con kim để bàn mọi người. À, trứng Hydro thì mấy cái trứng trái thì ok rồi đó. Rồi, chúng ta có được cái kit bộ của này rồi, ổn áp rồi đó nha. Bây giờ là đi sang, trời ơi, đúng mấy tiếng đồng hồ của mình mọi người á. Đi Novation rồi chúng ta sẽ đi kêu nào tới nào. Bởi tên là đồ lắm. Mình sẽ đi bắt tụi nào ta. Ở trong đây là nó có là... Từ từ mọi người ạ. Nó trong này nó có cái đồ ghê lắm mọi người ạ. Cái bộ nó bắt được mấy con Volcanic mọi người, con xịn đó ta. Nè, Volcanic Hydro luôn. Electric. Ok, bắt Electric đại bàng nha mọi người. Thì mình sẽ đi bay qua cái khu vực cuốn chim trước. Đây là các bạn ơi, mình đã trở lại cái vùng mà... Cái chùm hôm bữa mà mình thấy được con Avetovic điện. Avetovic đâu rồi? Mình sẽ chấp nhận tìm Electronic nha. Electronic. Xanh đâu rồi, trời. Ôi. Chỗ nào ta hôm bữa là chỗ này nè mọi người, nhớ một lòng chỗ này sao? Gặp con Arendovic điện mà. Đúng không? Hôm nay chuẩn bị chế cái đồ này luôn à, đùa nha men, cay đó nha. Bữa con kia chết chỗ nào nha? Khu vực nào ta? Khu vực này không nha? Có thấy theo con beta nè. Beta là không phải cái thứ mình cần tìm. Khúc này bữa bắt kết cục. Ta thấy mấy cái mạng của Mythic bên đây nào nè. Có trứng Mythic không? Vâng, không. Nhớ nè, mình nghĩ mình xuống chỗ này rồi. Mình qua khu vực dưới đây nè. Dưới đây mình mới thấy được con con Aerovit xịn mọi người ạ. À. Electronic mọi người ạ. À. Mà chính nó tiêu diệt chính nó là tiêu diệt cái con khủng long xịn sò của mình, là khu vực núi này là chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Tìm không ra chứ Alex nhờ.
Gatovich. Chỗ khúc này nó không hiện lên hay sao, mà hiện lên thì nó sẽ có mọi người. Electric đúng rồi, mình ghi đúng rồi mà, đâu ghi sai đâu, sai thì không tìm được mà ghi đúng mà. Đây nó có con này à. Căng cái trời. Phải thấy rồi mới tìm được mọi người à. Ê, thấy con Legendary Thornry ra gần mọi người à. Legendary rất to đó kìa. Đây nè, mấy con Legend. Đậu xanh bụi cây. Ui. Snow out mọi người ạ. Ok, cái chỗ này có vẻ là không thuận lợi rồi. Núi này nó ít, hơi ít đầy bàn rồi. Hydro, Carbon, Raptor, Terry, Baratapia nè. Nó hiện trên Fadino sao mà tùy mình cay ghê ta. Được rồi, chỉ có một khác đi. Rồi cuối cùng mình tới dùng mà có con đó rồi mọi người ạ. À, tại vì trên cái map là thấy có Electric rồi mọi người ạ. À. Đây rồi mà nhưng mà không pin map được mọi người á. À. Không pin được, không kiếm được nó mọi người. Mình không kiếm, mình không pin được nó mọi người ạ. À. Chẳng hiểu tại sao cả. Là có thể là nó sẽ spawn ngay chỗ này nè. Giờ là mình phải chờ đợi thôi mọi người ạ. À. Có cái radar mà, nhưng mà cái radar này phế trời, nó fader mà. Kiểu fader không được á mọi người ạ. À. Không thấy đâu cả. Cây nhờ. Không thể tìm được mọi người á. Nó có cái tên chỗ này là chứng tỏ là nó sẽ đâu ở chỗ này nè. Ôi, Electric Griffin luôn hả? Ơi ơi, mình thấy trên bản đồ có. Ui ui, đây 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 đây. Ôi, 10K.O. Không biết trời đâu ta. Ôi, kiếm con kiếm gà ra dịch mọi người ạ. À. Được. À, tầm này phải dụ nha, tầm này phải dụ nha. Rồi rồi, về đây với mày. Ờ, về đây với mày. Ôi, con này đẹp thế mọi người, này đẹp chưa trời. Cay không, cay không, cay dí đi chứ. Giờ tìm. Yeah.
bay gì khó bắn lắm mọi người ơi, mình tranh dựng người bay là cực kỳ khó bắn luôn. Rồi nó đang chí mình, đang rất là hăng mọi người ạ. Rồi, vô đây. Ơi, sao bấm số được trời? Rồi, bị cái gì rồi mọi người? God, trời ơi, mới ra ngoài chính lại cái bị cắn rồi. Thốn nha, con này thốn nha, này chơi con này ghê này nha. Chơi mình vậy? Không sao mọi người ơi, mình sẽ mình không teleport tới cho nó được ta. Teleport đi New Location, teleport không được mọi người. Ok, trở lại bên đó nè. Ok, chúng ta đã trở lại cái khu vực này rồi mọi người ạ. Không biết nó còn không. Nó hơi căng ra. Nó săn được nó một con khá là dữ rồi, nhưng mà giờ mày sao bay nay nó bay chậm ấy à. Hy vọng nó còn rồi. À đây rồi, vẫn còn. Ây da. Ca Turbo được bắt được mọi người. Tính ra phải chế độ mọi người ạ, nhưng mà cũng không cần thiết lắm mọi người. Mình đã cách chơi của mình thì có thể bắt được. Mày sẽ chịu không nổi tao đâu, với kỹ năng thượng thừa này thì mày sẽ không thể nào bắt được tao đâu cu à. Xuống thay đạn đó mọi người ạ, xuống thay đạn. Kỹ năng bắt rất là nhiều con này rồi, thành ra mình tin chắc là mình dư sức à. Anh làm trò hả ta? Ôi mẹ ơi. Con này nó tấn công mấy con khác mọi người ạ. Ê cấp độ mày. Cấp độ tao mày. Ôi, cấp độ á. Không cho mày luôn, mày tránh, mày đi cùi. Ôi, ở dưới có con gì nữa kìa. Mày, nó ngứa người mọi người, nó đang ngứa người chọc. Đi chọc chó không mọi người ạ. À, không dám chơi mọi người ạ. Toki mọi người ạ.
Sadao Tsuki. Mày đừng đi chăm chó nữa nào, về đây. Nó bay vậy mình không có dám bắn mọi người ạ. Viên đạn của mình rất là quý mọi người ạ. Sao nó hứa đâu rồi? Nó giống mặt hả ta? Nó chết queo rồi trời. Đùa ta. À đây 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 đây. Ủa sao nó chạy vô trong đây luôn vậy? Chết đá mày con này. Rồi bắn từ từ mọi người, bắn khủng, bắn cứt mọi người. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, cái ơi ảo à, ok, được rồi, tiến tới bắt nó thôi. Được chưa mọi người, ngon lành luôn, ngon lành luôn. Ui, mà được sách của nó luôn hả? Many ancient myths tell of various depictions of the griffin over the ages. But what is never disputed is its majestic and Uầy. mysterious nature. Dữ nha, từ từ. Mình thấy một cái trứng Shadow ở đây, mình lượm cái trứng Shadow đã. These two creatures somehow fuse together to form a superior land and air predator. While one's first Con thu cây này nó dữ ta, con thu cây mạnh lắm không ta? And marvel at its beauty. That would be a very poor decision. Its range of attacks makes it one of the most versatile predators in the wilderness. If its presence alone isn't enough to intimidate potential hunters, con này trâu nha. Để lên xíu đam chơi cưng nào. That it inflicts damage to anyone unfortunate enough to be below it, or carry its momentum back into a rapid upgrade. The idea of pacifying such a beast is mày. Hút ghê vậy. Lộc thì chịu thôi, biết sao giờ. Nó đúng với chân mình, mọi người quýt không được mình, mọi người mình quýt được nó quýt được mình, ha. Cay. Con này khá là mạnh đó mọi người ạ. À. À, để vô, vô đây nào. Này khôn nha. Ui mẹ ơi. Mạnh trời. Chứ trời. Má ơi, ôi. Ôi, muốn cái nó chết luôn á. Khủng thế trời, này mạnh vậy. Con này không có skill ta. Chiêu với mọi người, cào là chính mọi người, không có được chiêu hết mọi người ạ. Nhưng mà giờ nó cần có tí thịt mọi người ơi. Đây chúng ta có mấy trứng alpha nè. Đấy, 3 trứng alpha luôn. Nhưng mà đậu này có chết không ta? Mấy alpha này hấu chiến lắm á.
con này. Đây rồi, hồi máu đi, hồi máu đi. Để mà cho nó hồi máu đó mọi người ạ. À. Đau quá mọi người, con kia nó cào thốn dã man. Bọn này phải chế cái lọ thuốc hồi máu rồi. Máu này không xi nhê mọi người. Con kia, con Tuki nó mạnh quá mọi người ạ. À. Ê! Đậu xanh cây. Má, con này sao mà đi xa vậy? What the heck? Trời ơi, ai mà như là tìm xuống nguồn hồi sinh lại được mọi người ạ, nhưng mà không biết cách hồi sinh thế nào. Mẹ, nó đi bên kia mà nó chua nó cắn mình luôn. Áo trời. Chó gà tây này quái đạn thật mọi người á, nó hồi máu như cái máy trẻ phải thật chứ. Ai cay, không biết làm sao mà hồi sinh lại được con này của mình đây ta. Bắt này muốn ị trong quần luôn á. Cái túi đồ đâu ta? Chết là hết vậy luôn hả? Chó nó chắc mình dùng lợn giết đúng không mọi người? Mình cay đúng không à? Mất túi đồ luôn rồi, hình như không hồi sinh được mọi người. Mấy viên thuốc của mình, trời đất ơi, cay dữ trời. Không có túi đồ luôn rồi. Nó ra tự nhiên mình đứng đây, nó chạy nó cắn, chịu luôn á. Máy thật. Trời ơi là trời, tự nhiên mới bắt được khứa kia cút luôn. Con turbo chúa mọi người ạ. À. Con cái chích 35 thì bắn một lần 10.000 à mọi người ạ. À. Khổ ghê thiệt sự. Bắt con kia nó cực lắm rồi. Nghĩ sao mình ngồi cho nó cắn máu, nó này nó chạy đâu nó tới nó cắn chịu chết luôn. Chó này. Tôi câu rồi ra dục mày giữa biển. Còn có hó. Xanh nó cay ghê mọi người, nó dòng sa đao thì nó hồi máu như mắt. Con của mình không chịu hồi máu vậy, hồi máu chậm ri. Ok bạn ơi, chắc là video này dừng lại đây thôi. Buổi sau mình sẽ bắt lại con Griffin điện khác mọi người. Cây thật sự tự mất con Griffin. Tiếc thật sự luôn á. Ai đúng khổ.